Việt Nam chọn Belarus hiện đại hóa Su-27, Su-30 MK2. Theo tạp chí quân sự Mỹ Military Watch, Việt Nam đã lựa chọn Belarus làm đối tác để nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu Nga Su-27SK, UBK và Su-30 MK2. Việt Nam nâng cấp Su-27, yêu cầu tất yếu. Tạp chí quân sự Military Watch mới đây đã có một bài viết bình luận về kế hoạch của Không quân Việt Nam nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu. Ví dụ như là hiện đại hóa chiến đấu cơ thế hệ 4 đầu đời Su-27 đã được mua từ Nga vào những năm 1990. Trong dòng tiêm kích Su-27 mang định danh NATO Flanker được phát triển từ thời Liên Xô, có các phiên bản xuất khẩu khác nhau. Ví dụ phiên bản Su-27SK một chỗ ngồi và máy bay huấn luyện chiến đấu Su-27 UBK 2 chỗ ngồi. Khác với các phiên bản Su-27 thông thường, hai phiên bản này có càng đáp trước được gia cố để gia tăng tối đa trọng lượng cất cánh, cũng như các thiết bị được sửa đổi một chút. Mà những năm 1990, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam đã mua những chiếc máy bay này. Tất nhiên đến thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, các máy bay đó không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của một lực lượng không quân hiện đại trong tác chiến trên không hiện nay. Tạp chí quân sự Mỹ Military Watch viết rằng, mặc dù tính năng của Su-27SK và Su-27UBK được đánh giá cao vì cung cấp các khả năng đặc biệt cho chiến đấu tầm xa, tuy nhiên, hệ thống điện tử hàng không, cảm biến và tác chiến điện tử trang bị cho máy bay đã có từ những năm 1980. Điều này có nghĩa là các tiêm kích Su-27SK, UBK đang ngày càng tỏ ra thua kém so với những biến thể hiện đại hóa của chúng. Ví dụ như Su-27SM3 của Nga hay J-11B, J-16 do Trung Quốc chế tạo. Do đó đã đến lúc nâng cấp những chiếc Su-27 đầu đời của Việt Nam lên chuẩn Su-27UBM, Su-27SKM, nhờ đó đảm bảo hiệu quả chiến đấu cao hơn. Không có gì bí mật rằng trong thành phần lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS, hơn một nửa phi đội bao gồm các máy bay Su-27 được nâng cấp với mức độ hiện đại hóa khác nhau, thế hệ 4+4+. Việt Nam hợp tác với Belarus để nâng cấp Su-27, Su-30 MK2. Theo Military Watch, Việt Nam có toàn quyền lựa chọn các đối tác nước ngoài trong sự hợp tác kỹ thuật quân sự, rõ ràng dựa trên những cân nhắc về tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Để nhận sự giúp đỡ, Hà Nội đã hướng tới Belarus chứ không phải tới Nga, nước sản xuất các máy bay này. Military Watch tiết lộ, Không quân Việt Nam đã nhận được chiếc Su-27 UBK hiện đại hóa đầu tiên vào cuối tháng 10 năm 2019. Chiếc máy bay có số hiệu 8523 đã trải qua sửa chữa lớn và nâng cấp tại nhà máy sửa chữa hàng không số 558 đặt tại Baranovichi, Cộng hòa Belarus. Theo Military Watch, Không quân Belarus không còn sử dụng các máy bay chiến đấu Su-27 do Liên Xô sản xuất và đang thay thế chúng bằng các máy bay Su-30SM hiện đại của Nga. Tuy nhiên, nhà máy sửa chữa hàng không số 558 của Belarus có đủ kinh nghiệm trong việc hiện đại hóa dòng máy bay Su-27. Họ đã thực hiện công việc này cho cả quân đội Belarus và không quân Kazakhstan. Trong bài bình luận cho Sputnik, chuyên gia quân sự, phó tiến sĩ khoa học quân sự, đại tá không quân Maka Asionenko lưu ý rằng Hà Nội đang cố gắng sử dụng kỹ thuật quân sự của họ một cách khôn ngoan. Về mặt này, kế hoạch nâng cấp các máy bay Su-27 lên chuẩn hiện đại là bước đi đúng đắn. Quyết định của họ trong việc lựa chọn đối tác để hiện đại hóa rất rõ ràng. Belarus duy trì tiềm năng của các nhà máy sửa chữa kỹ thuật quân sự, mặc dù họ không có ngành công nghiệp quân sự phát triển mạnh như ở Nga. Nhưng Belarus có các nhà máy, kỷ luật sản xuất và cách tiếp cận các công nghệ quân sự của Nga. Belarus đang sử dụng hiệu quả tiềm năng của mình. Theo tạp chí Military Watch, sau những thành công trong kế hoạch nâng cấp loạt máy bay Su-27 đầu tiên, Việt Nam cũng đang xem xét nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 của mình lên một tiêu chuẩn hiện đại hơn, cũng ở Belarus. Belarus cũng sử dụng nền tảng công nghệ Nga. Trên thực tế, tất cả các giải pháp kỹ thuật cho việc hiện đại hóa loại máy bay này đã được phát triển ở Nga bởi Liên hiệp chế tạo máy bay thành phố Irkutsk, IAPO, công ty Sukhoi và một số công ty và doanh nghiệp khác. Phiên bản đầu tiên của Su-27UBM được nâng cấp cũng đã được giới thiệu tại Nga vào tháng 3 năm 2001. Các công việc hiện đại hóa bao gồm trang bị cho Su-27UBK và các thiết bị điều khiển và thông tin tiên tiến trong buồng lái, hệ thống kỹ thuật số để giám sát các thông số,
hệ thống thông tin và phân tích thời gian trực, hệ thống ghi video các thông tin về chuyến bay, cũng như mở rộng đáng kể danh sách các loại vũ khí có thể được sử dụng. Nhờ đó máy bay có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Theo các chuyên gia về tiềm năng chiến đấu, tiêm kích Su-27 UBM không thua kém gì máy bay tiêm kích tấn công mạnh nhất của Mỹ F-15E 2 chỗ ngồi. Chương trình hiện đại hóa máy bay chiến đấu đa chức năng 1 chỗ ngồi Su-27SK lên chuẩn Su-27SKM cũng đã được phát triển ở Nga bởi công ty Sukhoi và nhà máy sản xuất máy bay Komsomol trên sông Amur, KNAAPO. Nó bao gồm gia tăng số lượng mấu treo của hệ thống treo vũ khí 12, hệ thống nhiên liệu có thêm 2 giá treo ở dưới mỗi cánh để lắp đặt 2 thùng nhiên liệu chứa thêm 2.000 lít mỗi thùng, hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, thiết bị dẫn đường, liên lạc và quan sát tiên tiến, hệ thống gây nhiễu đối phó chủ động và giá treo điều khiển vũ khí. Các đặc tính của Su-27SKM một chỗ ngồi được nâng cấp hơi khác so với Su-27UBM 2 chỗ ngồi. Theo yêu cầu của khách hàng, Su-27SKM có thể được sửa đổi để trang bị các thiết bị điện tử và vũ khí sản xuất ở phương Tây. Hiện đại hóa Su-27 là một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia Nga, việc nâng cấp Su-27 chỉ là một giải pháp trong bối cảnh Việt Nam chưa có điều kiện mua sắm thêm máy bay chiến đấu thế hệ mới. Trong 2 thập niên tới, sẽ đến lúc Việt Nam cũng phải ngừng sử dụng các máy bay Su-27 Flanker của mình. Trong thành phần không quân Nga đã xuất hiện các máy bay được nâng cấp mạnh nhất của dòng Flanker Su-35C, Su-35F, NATO gọi là Flanker E, được xếp vào thế hệ 4+. Các máy bay này được thử nghiệm trong điều kiện thực tế trên bầu trời Syria. Việt Nam được cho là đã lên kế hoạch tìm hiểu phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57, nhưng xét theo phương châm mua sắm vũ khí của Việt Nam, dòng Su-35F đã được chứng minh hiệu quả thực chiến là ưu tiên cao nhất để thay thế phi đội Su-27 Flanker trong tương lai gần. Nhưng trong vài thập niên tới, Su-57 có thể sẽ hiện diện trong biên chế không quân Việt Nam. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.